Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Phi Nhung trải lòng về món nợ với Chi Di Phương Trinh Cả đời trả không hết ở chương trình bài hát đầu tiên Bên cạnh những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc Phi Nhung cũng nhắc đến con đường sự nghiệp gian nan gần 30 năm qua Bắt đầu sự nghiệp bằng vai trò hát lót và quyết tâm lên đường đi lập nghiệp ở xứ người chỉ với 300 đô la Mỹ. Phi Nhung đã mất dòng dã hai năm trời để có cơ hội được góp mặt trong một chiếc ca nhạc. Không ngờ, trước đó đã đem tên tuổi của Phi Nhung đến với khán giả rộng rãi hơn, sản xuất được nhiều băng đĩa hơn và giúp nữ ca sĩ chạm được tới danh xưng nữ hoàng băng đĩa. Nữ ca sĩ tâm sự, ca sĩ Chi Di Phương Trinh chính là người mang cô đến gần với khán giả hơn. Lúc đó tôi ở Mỹ, chỉ đi hát vòng vòng trong chùa và nhà thờ mà không biết nhiều về nhạc lý. Tôi giống như con số không. lần đầu được hát với ca sĩ tên tuổi là chị Chi Di với ca khúc giấu chân kỷ niệm, cô nhớ lại. Phi Nhung kể thêm khi cô đang hát thì đàn chị bỏ trang điểm để ra cửa nhìn. Đến khi nữ ca sĩ vào cánh gà thì được vợ cũ bằng kiều khen ngợi, đồng thời ngỏ lời giúp đỡ đàn em phát triển tài năng. Khi tôi qua California, trong túi chỉ có 300 đô la Mỹ và ở luôn cho tới giờ mỗi ngày tôi ra bán đĩa cho trung tâm tối đến thì vào phòng thu xong mang sản phẩm về cho chị nghe cứ như vậy mà suốt hai năm trời chị mới chọn ra hai bài là nỗi buồn hoa phượng và nối lại tình xưa phi nhung cho hay tôi được chị cho đi chụp hình lúc trang điểm mặt tôi nhìn giống tây quá khác với tôi bình thường từ miệng đến mắt đều nhìn không phải của tôi lại mặc cái áo hở khổ sâu đứng trước gương nhìn bản thân mà tôi bật khóc không chụp được hình. Nhưng chị Gigi bắt tôi phải chụp bằng được, thế là tôi cố chụp mà không biết trông mình như thế nào. Chụp xong, hình của tôi được cho vào album nhưng chỉ được để bên trong, bia đĩa bên ngoài là hình cô Hương Lan với chị Mỹ Huyền. Sau đó, tôi cầm CD đó đi bán, Phi Nhung kể tiếp, tôi khôn lắm, khách vào mua là tôi cứ mở hai bài của mình lên, mở đi mở lại cả ngày, rồi bảo họ, cô ơi cô, có ca sĩ mới hát hay lắm kìa cô mua đi họ nghe xong hỏi lại ca sĩ đó tên gì tôi đáp ca sĩ đó tên là phi nhung cô mua đi thế là họ bắt đầu mua đĩa mà không biết tôi là ai với phi nhung chi di phương trinh là một người có ý nghĩa đặc biệt chị là người cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay cho tôi tình cảm gia đình kinh nghiệm cuộc sống cho tới bây giờ tôi vẫn đang học hỏi chị ấy tôi không thể trả ơn chị ấy được nhưng sẽ làm những điều thiện lành cho xã hội này đó là cách tôi trả ơn lại cho chị chi di đã trải qua một quãng đường đầy gian nan phi nhung cho biết điều quan trọng nhất trong sự nghiệp đối với cô là tự tạo ra tên tuổi của mình có lẽ vì đã rất cố gắng để có được thành công từ con số không nên phi nhung luôn tâm niệm rằng càng có tên tuổi thì mình phải càng có trách nhiệm hơn phi nhung không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng không ai thương mình bằng chính mình chi di cho mình cần câu nhưng mình phải kiên nhẫn ngồi câu cá khi càng có tên tuổi thì càng phải có trách nhiệm hơn không phải muốn gì được đó khi khán giả thương thì điều gì cũng được nhưng bản thân không được cho phép mình như vậy không được ngủ quên trong chiến thắng cô nói tài sản lớn nhất của một người nghệ sĩ không chỉ có những tác phẩm để đời mà còn là sự yêu thương của khán giả dành tặng cho mình một người nghệ sĩ mà được khán giả khắp nơi yêu thích không phải là đơn giản, phải trả giá rất cực khổ Phi Nhung bộc bạch. Đối với tôi cho tới ngày hôm nay, cái tên Phi Nhung vẫn còn trong lòng khán giả đó là điều tôi muốn cảm ơn rất nhiều. Hôm 5 đến 6 Trong livestream, doanh nhân Phương Hằng đã nhắc đến một nhân vật với biệt danh Phi Phi Cô Nương cùng loạt bí mật về việc bỏ con. Đang sống như vợ chồng với một người con gái khác, là người đứng sau tấn công bà Hằng trên mạng xã hội để bảo vệ Hoài Linh. Thông tin này khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Đến trưa 6 đến chấm 6, Phi Nhung đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, trong đó có nhắc đến danh xưng Phi Phi mà doanh nhân Phương Hằng đề cập trong livestream. Ngoài việc phân trần những tin đồn liên quan đến mình thì ở cuối bài viết, giọng ca bông điên điển còn lên tiếng về mối quan hệ với Hoài Linh. Đến tối 7 đến 6, Dư luận lại ngỡ ngàng trước bình luận nghi vấn là của ca sĩ Duy Mạnh thẳng thắn trả lời cộng đồng mạng và tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể, khi có người nhắc đến vụ Phi Nhung đăng clip hát tặng bà Phương Hằng, người này cho rằng chắc tại có nhiều phốt nên sợ cô bóc phốt. Đặc biệt, trong tin nhắn nghi vấn, người này còn tiết lộ Phi Nhung từng gọi điện nhờ anh lên mạng xã hội mắng chửi bà Phương Hằng nhưng nam ca sĩ không đồng ý sau hàng loạt những thị phi xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến doanh nhân nguyễn phương hằng hoài linh và ca sĩ duy mạnh đây là lần đầu tiên ca sĩ phi nhung chính thức trả lời về vấn đề này với báo thanh niên ca sĩ phi nhung có một chút hoang mang và nhiều băn khoăn tôi không biết mình đã làm gì để nhiều người phật ý đến vậy con người tôi trước nay vẫn vậy chưa bao giờ khác đi nhưng nhiều người đã vịn vào một chi tiết vô tình nào đó rồi diễn giải theo ý họ Tội cho tôi. Nếu ai nghĩ rằng tôi quyền lực đến vậy, tôi xin cảm ơn. Nhưng, thực tế, tôi chỉ là một người bình thường, làm gì có khả năng khiển được người khác. Nghệ sĩ ai cũng cá tính, với cái tôi riêng, không ai phục tùng người khác thế đâu. Chưa kể, dính vào rắc rối, mà lại là rắc rối không đáng như trường hợp của tôi nữa. Không ai chấp nhận lời nhờ vả cho chuyện bậy cả người lớn lại càng không làm những trò khó coi tôi xin khẳng định lại một lần nữa tôi không nhờ anh duy mạnh làm những chuyện như thế điều đó là sai sự thật tội cho tôi lắm điều duy nhất mà tôi thấy lúc này là sự mệt mỏi dù cố gắng không nghĩ đến nhưng nói thật nhiều ý kiến nhắm vào tôi mang tính sát thương ghê gớm tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên để làm tốt công việc của mình nghiệp của tôi là hát nên sống chết thế nào tôi cũng không thể bỏ bê con đường của mình. Vẫn phải tâm huyết cho những sản phẩm âm nhạc chứ. Chỉ mong cảm xúc trì trệ lúc này sớm đi qua. Cũng giống bao người, tôi cầu mong thế giới bình an, sớm triệt được dịch. Ngoài đóng góp trực tiếp cho quỹ vaccine, tôi cũng kêu gọi mọi người tham gia để cùng đất nước chiến đấu với dịch COVID-19 cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại